nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ và nói: Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại. Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống. Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Betania, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Bấy giờ, các ông bái lại Người, rồi trở lại Jerusalem, lòng đầy hoan hỷ, và hằng ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Nhà văn người Pháp Saint-Exupéry đã từng nói: Yêu nhau không phải là ngồi nhìn nhau, mà cùng nhìn về một hướng. Có lẽ câu nói này có nghĩa là dù hai người có yêu nhau đến mấy, thì cũng không thể chỉ ngồi đó nhìn nhau mà thôi. Nhưng chắc hẳn họ sẽ cùng nhau vạch ra những chương trình và kế hoạch cho tương lai, cùng nhìn về một hướng để cùng nhau đạt tới một mục đích chung. Ý tưởng này rất phù hợp với ngày lễ Thăng Thiên hôm nay. Chúa Giêsu có yêu con người đến mấy thì cũng không thể sống trong thân phận con người với loài người mãi được. Nhưng Người muốn loài người chúng ta cùng với Người chuẩn bị một tương lai tươi sáng, vững bền hơn, như Người đã từng nói với các môn đệ: Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy sẽ trở lại và đem anh em về với Thầy. Để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó với Thầy. Như vậy, lễ Thăng Thiên có nghĩa gì với chúng ta trong cuộc sống hiện tại? Thứ nhất, Chúa Giêsu về trời mở ra cho nhân loại một con đường về với Chúa Cha. Nhưng biết đâu chúng ta vẫn chỉ muốn sống, muốn gắn bó, thậm chí tranh giành, đố kỵ, ghen tương, đến mức làm tổn thương nhau chỉ vì những chuyện dưới đất. Đó vẫn là sự day dứt của kiếp nhân sinh mà mỗi chúng ta đều phải đối diện. Lời mời gọi từ trời cao vẫn luôn dạt dào và tha thiết, nhưng sức nặng của những hào nhoáng, đầy ma lực của sự đời dưới đất, lắm khi vẫn hấp dẫn con người ghê gớm. Vẫn biết trần gian là cõi tạm, quê trời mới vĩnh hằng, nhưng cái vĩnh hằng còn xa vời vợi, trong khi cái tạm bợ lại muôn màu, muôn sắc và rất thật trong từng giây phút của kiếp người ở trần gian. Tình yêu Thiên Chúa thật cao vút, quang minh chính đại, không gì sánh bằng, không sao đo lường được, không sao diễn tả hết được. Nên được hội ngộ với Đấng là tình yêu vĩnh cửu là một mối phúc tuyệt vời. Nhưng sao nhiều khi ta vẫn cứ khát mong những thứ mau qua, tạm bợ, chóng tàn ở trần gian này. Lắm lúc chúng ta chẳng muốn cùng Chúa nhìn về trời cao, mà chỉ muốn nhìn vào những hấp lực của trần gian để được vui trong phút chốc. Tuy nhiên là những Kitô hữu, chúng ta hiểu rằng yêu nhau không phải chỉ ngồi nhìn nhau, mà có lẽ cũng không chỉ cùng nhau nhìn về một hướng theo ý thích chủ quan của ta, mà là để tình yêu Chúa thu hút và hướng dẫn đời sống chúng ta hướng về trời, để Chúa bù đắp những bất toàn của chúng ta và hướng chúng ta về tình yêu và hạnh phúc vững bền hơn ở trên trời. Thứ hai, khi lần chuỗi chúng ta vẫn suy niệm mầu nhiệm sự mừng. Thứ năm, Chúa Giêsu lên trời, ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời. Ái mộ những sự trên trời không nên chỉ là những lời kinh thuộc lòng đọc trên môi miệng, mà tốt hơn nên là một tâm tình của con tim, của thái độ sống. Dù làm gì và trong vai trò nào,
mỗi chúng ta đều ý thức rằng cuộc sống của chúng ta trên trần gian này không kéo dài mãi. Đôi khi chúng ta có thể dễ quên điều này khi phải lo toan cho cuộc sống thường ngày của chúng ta. Hoặc có lúc chúng ta chỉ chăm chú vào những mục tiêu ngắn hạn trước mắt và sẵn sàng trả giá đắt cho những thứ mà chúng ta biết chắc là không thể vững bền theo thời gian. Những giá trị trên đời này tự chúng là tốt, nhưng chúng không mang giá trị vĩnh cửu, không là bảo đảm cho hạnh phúc viên mãn và vững bền của cuộc sống con người. Chúng chỉ là những phương tiện hữu ích giúp chúng ta hướng tới những giá trị vĩnh cửu mà thôi. Ấy thế mà đôi khi chúng ta vẫn sống như thể chúng là mục đích cho cuộc đời của mình. Trái lại, chúng ta có thể coi nhẹ hoặc không dám nỗ lực hy sinh để sống cho những giá trị đẹp đẽ của trời cao, khởi đi từ những phút giây hiện tại. Đó là nụ cười tươi nở trên môi của người có tâm lòng nhân hậu. Đó là nét mặt thanh thản của người sống ngay thẳng, quang minh chính đại. Đó là ánh mắt long lanh của người đơn sơ, chân thành. Đó là cử chỉ ấm áp của người biết quan tâm đến người khác. Đó là tâm an bình của người nhìn tha nhân bằng lăng kính của trẻ thơ, không xét đoán và lên án, nhưng bao dung và nhân hậu. Đó là niềm vui của người nhiệt thành giúp đỡ kẻ khác mà không vì bất cứ toan tính hay tư lợi nào. Đó là hạnh phúc nội tâm của những con người sẵn sàng làm những điều lợi ích cho người, cho đời mà không cần ai biết đến hay khen ngợi, tung hô. Thứ ba, có lẽ trong nước trời, tấm lòng rộng lượng, nhân ái và bao dung không bao giờ dư thừa cả. Hạnh phúc không thể đến từ sự ích kỷ, chỉ biết lo nghĩ cho cá nhân. Sự vĩ đại không thể có được nhờ nói xấu hay hạ bệ người khác. Tư cách công dân nước trời mai sau không thể cấp cho những ai cố ý gây chia rẽ ở đây, lúc này hay ở kia, lúc khác vì bất kỳ động cơ nào. Niềm vui và sự thanh thản không thể phát xuất từ sự hẹp hòi của con tim trong cách đối xử với nhau, thể hiện qua ánh mắt, cử chỉ, lời nói và việc làm. Nước trời rất xa nhưng cũng thật gần trong từng hơi thở và nhịp sống của ngày hôm nay, giờ này, tại đây, hay tại bất cứ đâu mà chúng ta có thể gặp được nhau, sống cho nhau và vì nhau. Trước mặt Chúa và nhờ ân sủng trợ giúp của Thánh Thần, để cùng chung tay xây dựng những giá trị vững bền của trời cao theo tinh thần tin mừng ngay từ những gì nhỏ nhặt của từng khoảnh khắc đời này. Lạy Chúa Giêsu, Chúa về trời mở ra cho nhân loại chúng con một tương lai tươi sáng, vững bền. Nơi đó chúng con sẽ được sống trong ân sủng, tình yêu, hạnh phúc và niềm vui vô bờ, cùng với Chúa Ba Ngôi và với tất cả những ai tin tưởng, phó thác và sống theo giới răn yêu thương của Chúa. Xin giúp chúng con biết sống cuộc đời này cách có ý nghĩa, để từng ngày sống của chúng con trở thành những nấc thang nhân đức, bác ái, bao dung, nhân hậu, từ tâm, rộng lượng và tha thứ, dẫn chúng con về trời với Chúa. Amen.